Xin chào các bạn. Trước mắt tôi đây là phiên bản Hyundai Accent 2020, một bản màu bạc. Bên phải là phiên bản số tự động, bản tiêu chuẩn. Và bản màu trắng bên trái đây là phiên bản đặc biệt. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ so sánh cho các bạn về những cái điểm khác biệt cơ bản trên hai mẫu xe này. Thì như các bạn thấy, nếu mà nhìn từ phần đầu xe thì hai mẫu xe cơ bản là không khác nhau, đều là lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn gầm cùng với đó là đèn bi halogen. Đều là đèn bi halogen tích hợp với giải đèn led ban ngày, đèn xi nhan. Đây, đèn bi halogen. Cùng với đó là đèn hỗ trợ góc đánh lái là đầy đủ hết trên hai xe. Điểm khác biệt đầu tiên mình có thể nhận thấy đó chính là hai bản na răng xe là khác nhau. Một bản là 15 inch trên bản tiêu chuẩn. Đây. Và một bản là 16 inch trên bản đặc biệt, phay cắt nó dày hơn thì nhìn nó sẽ thể thao hơn. Đấy. Hai bản đều được trang bị là gương chiếu hậu tích hợp chỉnh gập điện cùng đèn báo rẽ. Bản đặc biệt có một cái chi tiết rất nhỏ để tạo nên cái điểm khác biệt, đó chính là viền chân kính mạ chrome. Đây, các bạn khi nhận xe mình có thể tháo ra để nhìn nó sang trọng hơn. Còn bản tiêu chuẩn thì mình vẫn giữ cái viền cong kính màu đen. Đấy. Một điểm nhận biết nữa trên bên ngoài xe đấy là bản đặc biệt sẽ được trang bị hệ thống cửa sổ trời. Còn bản tiêu chuẩn thì tính năng này đã bị cắt đi. Đấy, khi vào trong xe. Đấy, các bạn thấy là bản đặc biệt được tông màu đó là be đen và ghế là được trang bị ghế da này. Đấy là điểm khác biệt thứ hai. Điểm khác biệt thứ ba đó chính là hệ thống ga tự động cruise control các bạn nhé. Cùng với đó thì bản đặc biệt sẽ được trang bị điều hòa, chính là điều hòa tự động. Hòa tự động. Hai mẫu xe này thì đều được trang bị hộp số tự động là 6 cấp. Đây, hộp số của xe. Đấy. Điểm khác biệt nữa là bản đặc biệt thì sẽ trang bị số lượng túi khí là 6 túi khí. 6 túi khí các bạn nhé. Đây, hệ thống cửa sổ trời. Đó, hệ thống cửa sổ trời. Chúng ta sẽ sang bản tiêu chuẩn này. Nhấn ấn mở khóa cửa. Bản tiêu chuẩn thì nội thất là nội thất nỉ chứ không phải nội thất da, nhưng mà màu chủ đạo vẫn là màu đen be như bản kia các bạn nhé. Cùng với đó thì bản tiêu chuẩn này đã bị cắt đi cái tính năng đó là ga tự động. Cùng với đó thì xe chỉ trang bị hai túi khí trước. Hai túi khí trước thì cái độ an toàn nó sẽ kém đi so với cái bản đặc biệt. Một điểm đặc biệt của hai dòng xe này đều được trang bị trên hai dòng xe đó chính là cái hốc gió hàng ghế thứ hai này. Hốc gió hàng ghế thứ hai thì đem lại cảm giác thoải mái hơn, thoáng hơn cho người ngồi hàng ghế thứ hai. Mà gần như là trong phân khúc B thì chưa có một dòng xe nào được trang bị hết. Cùng với đó là kể cả trên bản tiêu chuẩn này thì cũng đã được trang bị hệ thống mở cốp thông minh. Tức là khi các bạn khóa xe này, các bạn đi ra ngoài một khoảng thời gian, các bạn lại gần, thì trong vòng 3 giây sẽ kêu lên khoảng tầm 3 tiếng thì cốp sẽ tự động mở lên. Đấy là một hệ thống hỗ trợ rất tốt. Hỗ trợ rất tốt cho các bạn khi các bạn trên tay phải đang vướng bận về đồ đạc. Kể cả bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thì đều được trang bị lốp dự phòng cùng kích cỡ so với lốp chính. Cùng kích cỡ so với lốp chính.
Đấy, cùng kích cỡ. Thì hiện tại giá bán của hai mẫu này đang chênh nhau đâu đó khoảng tầm 40 triệu. Thì với những cái tính năng khác biệt thì tôi sẽ liệt kê lại cho các bạn, đó là na răng 15 so với 16 này. Thứ hai là cửa sổ trời này. Thứ ba là điều hòa tự động. Thứ tư là chế độ ga tự động. Thứ năm là viền cong trên kính. Thứ sáu là ghế da. Thì các bạn sẽ có sự hiểu biết nhất định về sự khác biệt giữa hai dòng xe và quyết định nên đầu tư cái mẫu xe nào cho nó đúng đắn hơn. Đấy. Hy vọng thì với video tôi vừa chia sẻ thì các bạn có cái nhìn rõ hơn, sự hiểu biết chuyên sâu hơn về hai phiên bản đặc biệt và tiêu chuẩn của dòng xe Hyundai Accent, sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn về quyết định lựa chọn mẫu xe nào để phục vụ gia đình mình. Tôi xin cảm ơn các bạn.